Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA mới đây đã cấp phép sử dụng vaccine của hãng dược Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Người phụ trách chiến lược vaccine và những mối đe dọa sức khỏe sinh học của EMA, ông Marco Cavalleri cho biết, trẻ nhỏ hơn sẽ được tiêm nửa liều so với trẻ lớn hơn và người trưởng thành. Theo quan chức này, nghiên cứu cho thấy xét về mức kháng thể chống virus, trẻ nhỏ hơn có phản ứng miễn dịch tương đương với người lớn tuổi hơn.